Yeah. Và bài nhạc này đã đưa con về với những ngày thơ ấu. 20 tuổi con chưa cảm thấy thời gian chưa nhanh gì đâu. Không còn nhóc, không còn khóc, không còn lầm lì, không có bằng cấp, con vẫn đang học cách để trở nên chăm chỉ. Tuổi tiền con từng sống trên đây con buộc phải đi được vòng. Khi yêu cũng cần tình quý, những thứ cô có là tấm lòng. Những bài nhạc mà con viết ra con vẫn còn hay quên lời. Con từng để mình mất tập trung vì những chuyện dưới đất trên trời. Con muốn biết hơn là nói vì bởi đôi lúc quan điểm bất đồng. Trong tất cả mọi tình huống con không muốn rắc rối chấp chồng. Đam mê của con là thứ giúp con có thêm nghị lực để sống. Chỉ cần được cầm mic và rap, những thứ khác chẳng cần nghĩa công. Cảm thấy đêm dài hơn ngày bố hôm rồi mới chưa ngớt. Tiết trời càng ngày càng lạnh khiến cho người kia dùng xây dựng thưa thớt. Con đang tập trung công việc con làm dù căn bản con chả thích. Bởi vì cuộc đời của con thì không được như những gì con đã tính. Con hiểu đâu là thứ con có và đâu là thứ con mong muốn. Nên như thường để con mắt thì xin một lần người hãy trông xuống. Rất nhiều ngày rồi con cảm thấy mình chẳng là ai. Con muốn nói xin lỗi với mẹ nhưng không phải hút cần xa là sai.